nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 khi cần cấp đổi bằng lái xe ô tô, mô tô, từ đầu tháng 12 tới sẽ giảm mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe khi người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, theo thông tư số 63/2023 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức thu lệ phí đối với thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến là 115.000 đồng một lần cấp, giảm 20.000 đồng một lần cấp so với mức thu hiện hành. Người dân có thể thực hiện tại nhà bằng cách chuẩn bị các giấy tờ theo quy định, sau đó truy cập vào trang web http://dịchvucong.gov.vn hoặc trang http://dvc4.gplx.gov.vn để thao tác trực tuyến và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện. Để thực hiện cấp đổi giấy phép xe trực tuyến thì người dân cần thực hiện các cái quy định sau, là phải có tài khoản định danh VN mức độ 2. Sau đó người dân phải scan các cái giấy tờ kèm theo như là căn cước công dân, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe của cá nhân, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của Cục Đường bộ. Cùng với đó là cái ảnh theo quy định. Sau khoảng thời gian này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, quay lại áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại thông tư số 37/2013 của Bộ Tài chính là 135.000 đồng một lần cấp.